Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị đang xử lý vụ việc phát hiện hơn 20 kg ma túy trên bãi biển huyện Lệ Thủy. Trước đó, một người dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy đi nhặt da chài thì phát hiện tại bờ biển thôn Bắc Hòa của xã có một bao nhựa màu đen. Mở ra xem thì phát hiện 20 bánh hình chữ nhật chứa tinh thể màu trắng. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đồng Biên phòng Ngư Thủy đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Qua kiểm tra, mỗi gói tinh thể có trọng lượng hơn 1 kg. Tiến hành test nhanh số vật thể này dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận thu giữ điều tra xác minh, xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật.